Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thượng Thư Đại Nhân. Biến, của tác giả Tô Áng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Thượng Thư Đại Nhân, Biến, Tô Áng. chương 51, Quỷ Phơi Nắng. Lưu Lăng vẫn tiếp tục nghi ngờ Bạch Yến Trầm có vấn đề. Không phải vì hắn nhìn ra được manh mối gì, mà vì ở hoa quả thôn hắn không biết người nào khác. Ngoại trừ tên La Bàn Nhi, cũng chỉ có thể nghi ngờ hắn ta. Hắn nói với Bạch Yến Trầm, ta đang dám thị ngươi. Dù là ngày hay đêm cũng phải chú ý quan sát, ngay cả đi nhà xí cũng phải phòng thủ. Nhưng mà dường Nhu Liên Dụ không quan tâm tới Bạch Yến Trầm lắm, cho nên Lưu Lăng không rõ có cần phải đi theo cái tên suốt ngày khóc lóc này hay không. Một ngày kia, Bạch Yến Trầm cầm giấy đi từ nhà xí ra, chạm vào khuôn mặt béo nịch của Lưu Lăng. Mắt Lưu Lăng không lớn không nhỏ, hôm nay hiếm khi lóe sáng. Hắn nói với Bạch Yến Trầm, gần đây có phải ngươi bị táo bón không? Bản vương ngồi nghe đã lâu không thấy động tĩnh gì hết. Bạch Yến Trầm đứng khóc, kéo áo lên lau nước mắt. Vương ra, nếu ngài thật sự hoài nghi hạ quan, thì cứ bắt hạ quan giam vào đại lao đi, ngài cứ hành hạ thế này hạ quan thực sự không chịu nổi. Còn nữa, chuyện ở hoa quả thôn không phải là do hạ quan gửi sớ lên sao, nếu chuyện mở ám là do hạ quan làm, Tại sao còn muốn tự tìm phiền toái thế chứ? Hạ quan ở Hoa Quả Thôn đã 10 năm, dân chúng nhạn nam đều biết ta. Kể từ khi La Bản Nhi đến đây xương vương xương bá, Hạ quan cũng thành con chuột trên đường, sao lại giúp người ta đi làm loạn được? Liều làng nghe xong thì thấy hắn nói cực kỳ có lý, vội vàng gật đầu một cái, đưa tay phải kéo cái mũi bạch yến trầm một cái, giật lên giật xuống, làm cho đối phương kêu gào khóc loạn, nước, mắt nước mũi đều chảy ra xác định đây không phải mặt nạ mới tin người này chính là Bạch Yến Trầm. Hắn chùi tay vào áo người kia rồi nói, ừ, là mặt thật. Giờ ta biết ngươi không lừa gạt rồi. Vài ngày sau đó, hoa quả thôn lại náo loạn chuyện cổ trùng, nghe nói có một thứ gì đó như sâu, leo vào sân nhiều nhà dân, cắn người. Giữa ban ngày dùng lửa cũng không đốt cháy, là bản nhi đang định sống chết mặc bay, thì thấy liên dụ cầm một đống bột thuốc tiêu diệt hết cổ trùng, sắc mặt hắn cũng trở nên hết sức khó coi. Liên tiếp ba ngày, hai người liên tục đấu đá. Liên dụ có thể chỉ cổ độc, cho nên cung lão ra lo sợ La Bàn Nhi sẽ lại gieo hàng đầu. Ngay cả ra khỏi cửa ông cũng không ra, như thể đã hao hết tâm sức giờ phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh, ông không tin hắn có thể bỏ được cái gì vào. Liều lăng suốt ngày ngồi y trong nhà liên dụ nghe ngóng, cho tới ngày đó nhìn thấy Bạch Yến trầm đi ra, trên mặt như bôi một lớp phấn, mắt lờ đờ không nhìn thấy gì tròng mắt cũng trắng trợn. Hắn nói với Lưu Lăng vài ngày gần đây mình không ngủ được, bị mấy thứ kia hồ dọa, cho nên muốn xuống núi. Huống hồ cơ thể hắn vốn không tốt, ở lại cũng không giúp được Liên đại nhân cái gì, có khi còn thêm liên lụy. Lưu Lăng tự phân tích một lúc, thấy hắn nói rất đúng, mình cũng sợ sâu, nhớ tới cái thứ đầy lông bò bò hai ngày trước mà giận người, buổi trưa hai người quyết định nói với Liên dụ muốn xuống núi. Trên bàn bày bốn mặn một canh. Thêm mấy món xào, tinh xào thì chưa tới mức, nói chung là hết sức bình thường. Đều là tay nghề của phương đại cô nương. Suốt ngày nàng cứ làm lui làm tới mấy món đó, mà liên dụ dường như ăn không biết chán. Liều lăng gắp một miếng thịt béo, nói, dưới chân núi thức ăn ngon hơn, bản vương ở đây sắp gầy như cành liễu rồi, phải về thôi. Người trên bàn giường như không ai đoán hoài tới hắn, bởi vì họ đâu có thấy cành liễu nào vương thủ tài đang nằm sấp gặm thịt nạc bên cạnh liếc hắn một cái, ánh mắt như thể đồng tình. Nó cũng cảm thấy mình gầy rồi, nhưng mà Phương Uyển Chi vẫn cho rằng nó béo. Giận dỗi vùi mặt vào bát cơm, suýt nữa thì mắc kẹt, nó cố gắng một lúc mới rút đầu ra được, uất ức gặm thịt vụn và cơm viên, tâm tình cực kém. Liên đại nhân không buồn lý giải tâm tình của hai tên mập, hắn vẫn thấy món ăn A à đào nấu là ngon nhất, đặt đũa xuống múc thêm một muỗng canh thang cũng đúng lúc ta chán ở đây rồi, cùng nhau về thôi. Chiếc đũa trong tay Bạch Yến trầm trượt từ trên tay xuống, rơi thẳng đến chân liên dụ. Hắn sợ đến ngẩn ra, vội cuốn quyết đứng dậy, chắp tay nhận lỗi. Hạ quan thất thố, do mấy ngày gần đây ngủ không được ngon giấc, cho nên mới. Liên dụ như cười như không, rũ mắt đảo hai cái trong chén canh. Không sao, ta cũng thấy mệt mỏi, không cầm nổi đũa rồi. Rồi sau đó căn dặn bà tử, đưa cho Bạch đại nhân đôi mới. Lưu Lăng ngồi giữa hai người bọn họ, cảm thấy những lời này không phải chỉ có ý tứ đơn giản như mặt ngoài, nhưng hắn nghe không hiểu, cũng không muốn đoán, dù sao liên dụ về cùng bọn họ, hắn sẽ không sợ bị sâu cắn. Ăn chưa xong, ngoại trừ Bạch Yến trầm, những người còn lại dường như ăn rất ngon lành. Thân thể hắn có vẻ luôn không tốt, như hắn giải thích, là vì bị hù dọa, kinh hãi quá mức suýt nữa thì nôn ra máu cho nên mới mệt mỏi đến vậy, Lưu Lăng nhìn mà tặc lưỡi. Bạch Yến trầm này quá là nhát gan, chỉ có mấy con trùng mà sợ đến nôn cả máu. Nhưng mà khi mấy người muốn xuống núi, hoa quả thôn lại có chuyện xảy ra. Thậm chí, có lời đồn rằng liên dụ là đại quan trong chiều, tới đây để bắt bọn họ. Người trong thôn càng thêm sợ hãi, không còn ai dám ra đường, nhà đóng chặt như nêm. Khi cung lão ra biết tin, ông cùng với mấy lão nhân cùng nhau chạy tới khóc lóc kể lể với liên dụ một hồi bây giờ ông đã không còn quan tâm thân phận của liên dụ là gì nữa ông chỉ lo lắng hắn đi về rồi sau này trong thôn lại xảy ra chuyện gì ông biết kêu ai giờ ông đắc tội với la bàn nhi như thế đưa bạc hắn ta cũng không thèm quan tâm nữa liên dụ thuận tay sờ sờ đầu của ông nói không xảy ra chuyện nữa đâu hắn mệt mỏi rồi nói xong thì nhìn thoáng qua bạch yến trầm. Hắn ta bước chân đi ra ngoài, vội vã muốn xuống núi. Hắn ta nói với liên dụ. Đại nhân, bên ngoài tòa nhà rất náo loạn, e là một lúc lâu cũng không giải tán được. Không bằng để hạ quan xuống núi trước, chuẩn bị bữa tối cho ngài trước. Liên dụ ngước mắt nhìn mặt trời chính giữa đầu. Không vội, hôm nay thời tiết tốt, chưa cứ mang quỷ ra phơi nắng đã, ta sợ bọn nó mốc luôn rồi nói như vậy nhưng lại xoay người ngồi xuống cái ghế chân cao trong viện với lấy miếng bánh trên bàn cho vào miệng bộ dạng hết sức nhàn nhã sai người ra hậu viện vác mấy cái vạc lớn ra đây cùng lão gia vừa thấy mấy thứ kia đã sợ tới mức liên tiếp lùi về sau mấy con quỷ này náo loạn nhà ông lâu như vậy trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng những thứ đó không còn quậy nữa lòng ông cũng thấy yên tâm hơn bên ngoài tòa nhà người dân vẫn ngưỡng cổ lên ngóng tin không ngờ cửa lớn lại mở ra, một đống vạc lớn được đưa ra ngoài. Thứ này mọi người vẫn còn nhớ rõ, trong đó đều là quỷ, ngay cả lá bùa phong ấn cũng chưa động tới. Thôn dân hoa quả thôn nhiều năm bị mấy thứ này đả thương, cho nên không dám đứng gần. Liên dụ vung tay một cái, 12 cái vải bật nắp hết lên, lần lượt lộ ra từng khuôn mặt máu me dữ tợn. Mọi người đều biết, quỷ không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cho dù có mạnh mẽ thế nào cũng không dám xuất hiện lúc giữa trưa, nếu không sẽ bị hóa đến hồn phi phách tán. Nhưng mà những thứ này, dưới ánh nắng cho trang chỉ hơi nheo mắt, hoàn toàn không có dấu vết tiêu tán. Mặt, là mặt người. Thậm chí công lão ra còn nhận ra đại phu nhân nhà mình và tam di thái. Nhưng ra trên mặt các nàng đã bong chóc hết cả. Liên rủ thấy họ thui quá, vội cầm khăn bịt kín mũi miệng, chọn người tương đối sạch sẽ nhất, đưa tay xé ra, tấm ra người rơi xuống đất. Một đám người ồ lên. Người này không phải là tên hộ pháp Tiếu Nhỉ cầu quanh năm vẫn ở bên cạnh la bàn nhi sao? Liên các lão thích sạch sẽ, không muốn đưa tay ra nữa, trong đám người có mấy tráng hán gan lớn tiến lên giật xuống, tiếng bàn tán càng lớn hơn, dần trở thành la hét ầm ĩ. Bọn họ là là người, làm sao có thể là quỷ được? Bọn họ đương nhiên là người. Không có những người này La Bàn Nhi sao có thể lừa gạt được. Liên dụ nói, những thứ này đều là da người, lấy từ xác người chết, mọi người nghĩ lại cẩn thận xem, có phải sau khi trong nhà có người mất, không bao lâu sau lại có quỷ hiện ra. Da. da mặt đã giữa nát, phải dùng thuốc mới ngăn không bị giữa da. Vài ngày gần đây mấy thứ da này không được bôi thuốc cho nên mới khô héo quan xoắn lại, bong chóc da. Mọi người nghe vậy thì ngẫm nghĩ, quả đúng là như thế cứ nhà nào mới có người mất, sẽ có quỷ đến phá phách. Không hiểu người kia điên loạn đến mức nào, mà người chết cũng không tha, không để cho họ chết toàn thây, còn lột ra mặt người ta, người dân càng nghĩ càng thấy phẫn nộ. Liên dụ ngồi trở lại trên cái ghế cao chân, bảo bà tử mang nước tới rửa tay, đối với chuyện này cũng không buồn bã thở dài gì hết. Rồi bỏ không bâu trứng không nứt, trong lòng người ta không có quỷ, thì sao có thể bị người chết làm giật mình bề mật. Giống như đại phu nhân đã chết của cung lão gia, có thể dọa chết tam di thái, cũng vì nàng đã làm chuyện có lỗi với bà ấy. Mọi việc đều có nhân duyên, ngày thường không làm việc trái với lương tâm, sẽ không sợ quỷ tới gõ cửa. Sau khi rửa sạch tay, hắn nhíu lông mày oán giận với Phương Uyển Chi. Bọn họ thôi quá. Phương đại cô nương giờ khóc giờ cười nhìn hắn, đột nhiên rất muốn xoa xoa gương mặt kia. Chỉ là bây giờ có nhiều người quá thôi đợi đến lúc vào phòng đóng cửa đã rồi xoa. Thuộc hạ của La Bàn Nhi cũng có đến, giờ thấy cảnh tượng như vậy, hắn không có cách nào không chế, vội cuống quyết lèn về mật báo. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. mươi 52, lão nương lột da của ngươi ra. Hoa quả thôn không lớn, người bên này vừa đi bao tin, La Bàn Nhi đã đi cả kheo tới. Bộ đồ đen che không thấy mặt, nhưng bước chân sướng lại cũng đã cho thấy sự khiếp sợ của hắn. Hắn ở hoa quả thôn xuôi trèo mát mái xương vương xương bá nhiều năm. Bản lãnh thì hắn không có, đa số đều giả thần giả quỷ, tuy nhiên mấy chuyện giả quỷ này chưa từng bị phơi bày. Giờ liên dụ vừa đến đây đã bóc trần hết thảy, hắn hận lại càng bất an. Lúc thôn dân giận dữ nhìn mình, hắn mạnh miệng. Ai biết người trong vạc kia có phải thuộc hạ của ta không, không chừng lột thêm lớp da nữa lại thành người của người đó, Người đừng quên, hàng đầu đang náo loạn trong thôn, mà hàng đầu này chỉ có mình ta trừ được thôi. Thôn dân lại đưa mắt nhìn nhau. Giờ các ngươi muốn tạo phản à, không tin ta thì chết, còn tên thiên tôn kia rõ ràng là người của triều đình. Chuyện đại tế ti năm đó chết như thế nào các ngươi quên rồi à, là người triều đình giết, còn mấy con quỷ hành hạ các ngươi hằng đêm không thể say giấc cũng là do tên quan đang ngồi trước mặt các người đó. Thực ra, tiếng tăm của La Bàn Nhi trong thôn đa số là do thôn dân sợ hắn lạm quyền. Bởi vì sợ quỷ, bởi vì sợ cho nên mới cung phụng hắn. Cứ thế, không tin cũng thành tin. Ai mà không mong mình có ngày tốt lành chứ? Hắn vừa dụ dỗ đe dọa, cuối cùng vẫn có một số người kích động đứng về phía hắn, tuy là không nhiều nhưng có còn hơn không. Nhưng liên dụ căn bản không quan tâm, bảo tôi tớ lấy quan ấn tới, vừa vuốt ve vừa lơ đãng nói đúng, ta là quan không nhỏ đâu, còn có cấm vệ, ai không nghe ta ta giết hết. Sau đó nghĩ nghĩ lại chống cầm thêm một câu. Ta là liên dụ. Hai chữ liên dụ ở kinh thành danh tiếng vô cùng xấu, dân chúng ai cũng sợ hắn, họ thấy hắn là người không biết tốt xấu, chỉ dựa hơi gia đình quyền cao chức trọng. Quan lại cũng sợ hắn, bởi vì chỉ cần chọc giận hắn, họ sẽ bị đùa sống giờ chết giờ. Giờ nhị thế tổ đến đất nhạn nam, tự nhận muốn giết bọn họ, nhưng người dân lại phản ứng khác hẳn với dân kinh thành cùng lão ra nghe xong thì ngơ ngẩn một lúc, run rẩy chống quải trượng tới, cẩn thận nhìn quan ấn kia, càng nhìn rõ ràng rồi thì đôi mắt càng thấm ướt, cuối cùng là khóc. Ông nói với liên dụ, ngài đúng là hộ bộ thượng thư liên đại nhân, liên dụ sao? Hai năm trước, ở nhãn nam lũ lụt hoành hành, nhờ ngài can gián trong chiều mới giúp chúng ta thoát khỏi nguy nan, còn vì thế mà bị cấm túc. Nếu không phải nhờ lời khuyên can của ngài, dân nhãn nam chúng ta đã chết đói hết rồi liên đại nhân, xin ngài cho lão già này lại một lạy. mọi người phía dưới cũng cùng dập đầu theo cung lão gia, vừa mở miệng hô to, khấu tạ liên đại nhân. dân nhạn nam chúng ta nhờ có ngài mới sống được đến hôm nay, trong lòng chúng ta luôn ghi nhớ ân tình này của ngài. đúng vậy, đúng vậy, chúng ta chỉ hận không thể lên kinh tạ ơn ngài, kinh thành xa nhạn nam quá, giờ ngài lại đích thân đến đây. tạ liên đại nhân ân cứu mạng a. liên dụ cũng bị dọa cho sợ hãi từ lâu hắn đã quên mình ở nhãn nam lại có thanh danh tốt đến thế. Mắt thấy những người kia tiếp tục quỳ lại mình, hắn nhíu lông mày nhìn về phương uyển chi bên kia, hiếm khi luống cuống. Hắn đang định hù dọa họ mà. Phương đại cô nương cắn môi, tự nhiên lại thấy tên này ngốc vô cùng, nàng kéo tay áo hắn nói. Còn không mau mời mọi người đứng lên. Hắn cũng rất nghe lời. À, tất cả đứng lên đi hắn không quen được người ta tung hô thế nào chút nào trên đỉnh đầu lại lóe sáng hào quang ân nhân cứu mạng hình thượng liên thiên tôn bắt đầu rực rỡ hẳn lên dân chúng hoa quả thôn hơn phân nửa đều theo liên dụ xuống núi để lại mấy người vẫn còn khổ sở chờ thiêu thần cứu rỗi nói trắng ra là khá ngu muội cuối cùng liên dụ cũng không đuổi tận giết tuyệt la bàn nhi không muốn bước đối phương đến bước đường cùng thậm chí ngay cả cấm vệ cũng không để lại một ai mà đương nhiên không phải chỉ một mình La Bàn Nhi, còn cả thiên tôn sau lưng hắn. Ngũ độc cổ độc có thật sự như trong sách thuật hay không, cả ký chủ và thôn dân đều phải chôn cùng nhau. Tạm thời hắn không thể mạo hiểm như vậy. Bao nhiêu người cùng nhau xuống núi, giống như một đội quân nhỏ. Buổi chiều liên dụ xếp đặt một bữa tiệc dưới chân núi, xem như là để an ủi người dân đã xuống đây. Trong bữa tiệc hắn để lưu lăng ngồi ghế chủ vị, còn mình ngồi xuống kế bên phương Uyển chi, trong lúc nâng ly cạn chén, cũng không thể không nói mấy lời khách sáo. Người ngoài gắp thức ăn cho hắn thì hắn ăn, tính rượu thì hắn uống, đối với sự nhiệt tình của các thôn dân, hắn vẫn không thể tự nhiên được. Hắn nghĩ mình vẫn thích hợp làm gian thần hơn. Rượu qua ba tuần, hắn hỏi công lão ra, ông có biết mộ phần ban đầu của đại tế ti ở nơi nào không? Công lão ra gật đầu, ta biết, ở trên tiểu lan sơn đằng sau trấn nhạn nam nghe nói tổ tông đại tế ti đều chôn cất ở đó, có phong thủy rất tốt. Liên dụ liền gật đầu, không hỏi nữa. Ngược lại, Bạch Yến trầm siết chặt đôi đũa trong tay, sững người một lúc mới rót chén rượu kính liên dụ, mặt cười hỏi. Đại nhân tìm mộ phần đại tế ti làm gì vậy? Hả quan nghe nói chỗ kia giờ có dại mọc cao, đi vào dễ lạc đường. Tiểu Lan Sơn cũng là nơi tả môn lắm. Ồ! Liên dụ đáp một tiếng, nhận chén rượu uống một hớp, ta định đến đào phần mộ tổ tiên nhà bọn họ. Liên dụ nói đào phần mộ tổ tiên nhà đại tế ti, lời này không phải hàm hồ, sau khi dùng xong bữa tối, toàn bộ cấm vệ quân đóng dưới chân núi đều đi lên. Ở trong quân doanh, liên dụ vào quân trướng dặn dò cặn kẽ. Bạch Yến Trầm là văn thần, không biết thương thảo hàng ngũ, cho nên bị Trương Lương mang tới sau núi bắt cá. Về phần vì sao phải bắt cá, Liên Đại Nhân nói, hắn muốn cho vương thủ tài một bữa ăn ngon, ăn cá nhiều cho mập. Phương Uyển Chi không hiểu chuyện triều đình, dùng xong cơm thì kéo Vương Thủ Tài về phòng, không phải là nàng không muốn ôm nó, mà ôm thì nó không chịu hoạt động. Liên dụ ở trong quân doanh, khi trở lại trời đã về đêm, ánh sáng của cây đèn dầu nhỏ như hạt đậu, chiếu bóng một người một mèo lên cửa giấy. Hắn cảm thấy Vương Thủ Tài thật mập, không nhìn cẩn thận còn nghĩ đó là cái hộp gỗ tròn. Phương Uyển Chi đang cúi đầu theo, tư thái vô cùng yếu điệu thanh tú, từ lần trước hắn cười nhạo khả năng theo thùa của nàng, dường như nàng có vẻ rất cố chấp, nhất định phải làm được một món đồ xuất sắc. Nghe nói là muốn theo bát tiên quá hài, hắn không dám tưởng tượng, những vị thần tiên kia sẽ có hình dáng thế nào, hắn dựa người vào tàng cây trong viện nhìn đến mê mẩn, có một thứ ấm áp không thể nào hiểu được. Liên dụ làm quan cũng đã 10 năm, từ khi 17 tuổi được phong làm thị lang, hắn bắt đầu độc lai like, độc vãng. Tính hắn không thích gần người, cũng có phần lạnh nhạt, có thể cứu hắn sẽ cứu, không thể cứu thì sẽ không tự tìm phiền toái. Gió lướt qua đầu cành, vài chiếc lá bất ngờ rơi xuống, giống như cảm nhận được nhau, cửa sổ trong phòng bị đẩy ra. Phương Uyển Chi đứng ở trước cửa sổ trường hắn, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần oán trách. Sao về mà không vào phòng, muốn lạnh chết à? Cả người liên dụ đều thấy lười nhác, đôi mày nhếch lên, cười vô cùng không đứng đắn. Giờ mà đi vào có khi là chuyện không tốt đấy. Giọng nói trầm thấp như rượu nồng. Trong gió phảng phất mùi rượu, hắn hít hà như thể có thể ngửi được mùi hương của người trong phòng. Liên dụ rất ít khi say, nhưng đêm nay, người đứng đó lại khiến cho hắn cảm thấy say mê. Hơn nữa cũng không muốn tỉnh, cứ muốn say như thế. Muốn đùa giỡn vô lại, muốn phương phương uyển chi thương mình. Từ rất lâu hắn không muốn dừng bước chân, Thượng Kinh Trạch Viện, hộ bộ nha môn, quan ngoại đất phong. Không có một nơi nào khiến hắn nguyện lòng dừng lại Giờ nữ nhân này xuất hiện Dường như nơi nào không còn quan trọng nữa Chỉ cần nàng ở đó Hắn sẽ muốn về nhà Tiểu viện không lớn Gió thu phàng qua mắt lành Hai trái tim lại tiến gần ấm áp Phương đại cô nương hiểu rõ ý tứ trong lời nói kia Nụ cười hồng như hoa hải đường Nàng cuốn chiếc khăn trong tay Giận dỗi Chỉ một chút lỡ đã ngây ngô như thế Cũng làm nội tâm liên dụ run lên không ai nói gì nữa. Phương Uyển Chi nhìn áo quần đơn bạc trên người hắn, đóng phịch cửa sổ lại. Không lâu sau nàng cầm một chiếc áo choàng dày đi ra. Mép váy màu lam nhạt như bọt sóng nổi lên giữa đêm, không phải xinh mà là rất đẹp, đẹp nghi ra nghi thất. Nàng muốn đưa liên dụ khoác lên, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng quắc của hắn, không hiểu sao nàng lại thấy hồi hộp. Nhét chiếc áo khoác vào lòng hắn, nàng trừng mắt, còn không mặc lên đi, hôm nay chàng phải ngủ với bì bì. Liên dụ vươn tay ôm nàng vào lòng, chán chạm vào chán nàng, thanh âm cũng khàn hẳn đi, ai muốn ngủ với hắn chứ. Đầu ngón tay xoa hai gò má mềm mại, hắn cứ chậm rãi vuốt ve. Mặt của Phương Uyển Chi rất nóng, đầu ngón tay hắn lại hơi lạnh. Nàng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến tim đập thình thình. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay lại bị hắn giam cầm trong lòng ngực có thể thoát ra, nhưng nàng lại không còn sức, cũng không muốn tránh. Lúc cánh môi mềm mãi nghiêng đầu chạm vào môi mình, Phương Uyển Chi đột nhiên thấy mê muội, mình mang như lục bình giữa biển, mơ màng không tìm ra phương hướng. Nàng cảm thấy người mình rất nóng, hai tay lại lạnh run cả người, chỉ có thể theo bản năng ôm lấy eo liên dụ, tất cả phó mặc cho hắn. Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng những lần đó không hề giống tối nay quấn quyết giữa răng môi khiến người ta sao xuyến, trong đêm yên tĩnh tiếng thở dốc lại càng trở nên rõ ràng. Nàng cảm giác bàn tay liên dụ sen vào làn tóc, lớp quần áo mỏng vì cái ôm nồng nhiệt mà dần mất trật tự. Thậm chí nàng còn cảm nhận được lồng ngực to lớn mạnh mẽ của người kia. Một nụ hôn kết thúc, liên dụ hôn lên chán nàng một cái, khom người ôm nàng đi vào phòng. Chiếc giường lớn chạm trồ tinh xảo, vương thủ tài nằm ngủ bên bàn gỗ, Liên dụ nhìn Phương Uyển Chi căng thẳng thì bật cười, hắn phải tay dập tắt ngọn nến trong phòng, ôm nàng ngã xuống giường, khẽ cười nói. Ngốc, hôm nay không ăn nàng đâu. Lập tức Phương Uyển Chi tức giận dương nanh múa vuốt, đâm đâm vào ngực hắn, nói. Chàng muốn ăn, lão nương cũng không cho đâu, lột ra chàng ra đó. Liên dụ cầm lấy tay nàng đặt lên ngực, thấy nàng đáng yêu chết mất, vừa ôm vừa vuốt ve người trong lòng, khẽ bảo, ừ, lần sau cho nàng lột đêm nay còn phải đi bắt cá lớn nữa. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. Trường 53, con thỏ đáng chết. Nửa đêm, mọi người đã ngủ rất say, ánh trăng mờ ảo màu trắng xanh, từ bóng cây nhảy ra một bóng ma, loang loang lổ lổ, vô cùng quỷ dị. Sau giả yến buổi chiều, tất cả mọi người đều uống nhiều thêm mấy chén, bởi vậy ngủ say cũng là tất nhiên. Là bản nhi quay con quay trong phòng, vô cùng nôn nóng buổi trưa liên dụ đem mấy con quỷ ra phơi nắng, kéo theo hơn nửa thôn dân xuống núi, giờ ở hoa quả thôn chỉ còn vài người như vậy. Là bản nhi đâu còn tâm tư chiếm núi nữa, cũng biết thôn dân không còn thờ phụng mình, hắn còn có thể đi nơi nào bây giờ. Đi quanh thiết thiêu các hai vòng, ánh mắt hắn nhìn về phía chân núi. Hữu hộ pháp chưa nhị mau thấy hắn đi đến hoa mắt, không nhịn được nói. Thiên tôn đã nói, mấy con quỷ lúc trưa liên dụ đẩy ra ngoài đã bị hạ độc phấn, phơi dưới nắng mặt trời sẽ tàn độc ra, chỉ cần ngài phóng tín hiệu thì chúng ta sẽ xuống tiếp ứng, ngài còn gì không yên tâm nữa. Có cái gì không yên tâm à? Áo trường bảo đen nhánh bị la bàn nhi phết trên mặt đất thành một đường bụi bặm. Hắn nào biết cái thư bột thuốc kia có dùng tốt không? Từ lúc rất lâu rồi, hắn và vị thiên tôn này đã có giao tình, nhưng mấy chục năm qua không mấy thân thiết. Đa số thời gian hắn đều tự làm, người kia chống lưng, bạc thì hắn một người kia chín, ngoại trừ đồ ăn, đồ mặc, còn lại đa số bạc đều do người kia giữ. Giờ người triều đình đến đây, thậm chí người kia còn muốn vất hắn chạy trốn. Nếu không phải liên dụ sai cấm vệ đào phần mộ tổ tiên của hắn, không biết người này có trơ mắt nhìn hắn rơi đầu không kìa. Lúc tín hiệu màu đỏ dưới chân núi bắn lên, La Bàn Nhi còn ngồi trong sân suy nghĩ có nên tiếp tục giúp thiên tôn nữa không? Hắn thực sự muốn chạy trốn, nhưng trong đầu lại hiện ra khuôn mặt nửa người nửa quỷ kia, khiến hắn rùng mình. Hắn thực sự sợ người kia, cũng giống như thôn dân hoa quả thôn sợ mình. Nếu như hắn dám đi, có khi có một cái chết đáng sợ đang chờ hắn phía trước. Trương Nhị Mao nói, ra, chúng ta phải xuống núi thôi. Hắn hừ hừ hai tiếng, cuốn vạt áo đi theo. Đêm nay, mặc kệ có thành bại hay không, hắn đều phải đi. Bên trong bạch phủ đại trạch ở thị trấn Nhạn Nam, Tối đến mức không nhìn thấy gì, bởi vì nó nhỏ, bởi vì tên huyện lệnh sợ sệt bên trong, cho tới bây giờ nó cũng giống như chủ nhân của mình. từ trước la bàn nhi đã là khách quen của bạch phủ, bởi vậy đường đi hắn biết rõ ràng. Cửa bạch phủ mặc dù không to, nhưng dù sao bạch yến trầm cũng là quan phụ mẫu, khó khăn lắm mới đặt được hai con sư tử bằng đá nhỏ. Ánh trăng trắng trẻo bên ngoài, hắn nhìn thấy một người mặc đồ trắng giống hệt bạch yến trầm. Hoặc là nói, đó là da mặt của Bạch Yến Trầm, còn bên trong chính là khuôn mặt nát của thiên tôn Lục Triệu Phong. Đúng vậy, Bạch Yến Trầm đã chết từ lâu rồi, Bạch Yến Trầm kia là Lục Triệu Phong mang mặt nạ. Nhãn Nam những năm gần đây vẫn luôn là thiên hạ của La Bàn Nhi và Lục Triệu Phong. Bạch Yến Trầm tính tình thành thật, lại sợ bọn họ lạm quyền, sau khi bị quỷ náo loạn trong nhà mấy lần đã trở thành bù nhìn trong tay họ. Mặt Lục Triệu Phong đã bị phá hủy hoàn toàn, thân thể cũng vì chú thuật phản lại mà người không giống người nữa. Hắn đành phải lười nhác mang tấm ra người Bạch Yến Trầm làm huyện lệnh nhạn nam. Dù sao toàn bộ nhãn nam đều là của hắn, căn bản không cần thiết phải làm gì. Nhưng mà cho cắn người thì không sủa. Không ai ngờ tới, tên thư sinh ngày thường vẫn khum khum núm, núm núm lại dám đưa sớ về kinh. Cũng không ai nghĩ đến, đối với chuyện phản loạn dân gian, kinh thành lại phái hẳn một quan to nhị phẩm và cấm vệ tới. Danh tiếng của liên dụ bọn họ đều biết rõ, Lục Triệu Phong cũng không muốn cứng đối cứng. Bên này sau khi biết được tin thì vội giết Bạch Yến Trầm, bên kia cấm vệ cũng vừa đến. Nói không hoảng loạn là giả, nhưng là hắn ở đây diễn hát đã lâu, giờ chỉ cần mang theo gương mặt đó diễn như vậy là được. Mặc dù La Bàn Nhi và Lục Triệu Phong quen biết đã lâu, nhưng hắn vẫn không dám nhìn mặt người kia. Bởi chỉ cần nhìn xong sẽ mơ gặp ác mộng, còn đáng sợ hơn cả quỷ hắn biết người kia giờ đang ngồi trên con sư tử bằng đá, cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ ngoan ngoãn tới thỉnh an. Thiên, thiên tôn, ngài có dặn dò gì à? Lục triệu phong đưa mắt nhìn hắn, con mắt trắng đục híp lại thành một đường, không rõ đang nhìn về đâu, hắn đưa tay chỉ vào phòng. Tất cả đều ở trong kia, đốt đèn lên. Giọng nói bất nam bất nữ không già không trẻ, giống như giữ một cục đàm giữa cổ hỏng, cũng giống tiếng người dưới suối vàng vọng về là bản nhi chưa bao giờ dám nghi ngờ lời nói của Lục Triệu Phong, càng không dám lên tiếng hỏi thăm, sau khi nghe được lệnh thì lập tức xoay người bảo hạ nhân đốt mến Từ trạch viện đến phòng khách, một dãy đèn lồng liên tục cháy lên, cả khu viện sáng như ban ngày. Lục Triệu Phong vẫn không nhìn thấy gì, có lẽ là không thấy rõ, phải nhờ người dìu mới đi vào được bên trong. Hắn sai người đưa mấy người đã hôn mê chồng chất ngoài đại sảnh, còn mình dựa trên ghế chủ vị không biết đang suy nghĩ gì trong đầu là bản nhi khom lưng về phía hắn nhìn những người chống lại mình giờ trồng chất ngoài kia trong lòng cũng nhẹ đi không ít hắn không có kiến thức gì cũng không biết nhìn xa trông rộng nhìn thấy người này đã hôn mê đúng như lời lục triệu phong nói sự kiêu ngạo trước kia lại ùa về chỉ là không dám ngạo mạn trước mặt thiên tôn hắn cười nịnh bợ thiên tôn thật là bản lĩnh làm cho bọn họ ngã xuống đầy đất như vậy Hừ, ai còn dám nói tên liên dụ kia là người thông minh nhất đại yển không, ta còn thấy xem thường hắn." Lục Triệu Phong không nhìn người kia, hắn cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay phải. Ngón tay của hắn rất dài, khớp xương rất lớn, các ngón đều biến thành màu đen, giống như móng vuốt, đó là do hàng năm phải nuôi luyện cổ, tay cũng dính vô số bột thuốc và nọc độc. Tay của Bạch Yến trầm không hề như thế, cho nên mỗi lần dùng bữa lúc hắn đều ở trong phòng một lúc lâu bôi chát nhiều thứ. Là bản nhi nói liên dụ ngốc. Lục triệu phong hừ lạnh. Kể từ khi liên dụ đến nhạn nam, hắn ta đã thử dò xét hắn vô số lần. Nhiều lần không cho hắn cơ hội thở dốc. Nếu nói hắn ta không nhìn ra, hắn không tin. Nếu đã nhìn ra, có lẽ hắn ta chưa hoàn toàn nhìn thấu. Nếu không cũng sẽ không để cho hắn có cơ hội làm việc này. Lục triệu phong thấy liên dụ có chút kiến thức về cổ độc. Chẳng qua hắn ta chưa bị động đến, nên mới có ý nghĩ đụng vào tiểu lan sơn. Nghĩ tới đây, đôi mắt xám trắng của lục triệu phong lóe lên ánh nhìn khinh miệt. Sinh mệnh, đó chẳng qua chỉ là con kiến hôi hèn nhọn, muốn bóp chết, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Từ trước đến nay là bản nhi đã biết tên lục triệu phong này tính tình cổ quái, hắn ta không lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng đứng bên cạnh chờ. Nghe tiếng thở mạnh mấy lần, có lẽ hắn ta bị cổ cắn trả lại hết nửa chung trà, Lục Triệu Phong nghỉ ngơi đủ rồi, hắn phất tay lên, bảo bọn họ mang bảo bối của hắn ra. Một đám tôi tớ sợ không dám nhúc nhích, đó là một cái bình gỗ nhỏ, lúc hắn mở nắp ra, bên trong toàn là cổ trùng đen nhánh bỏ loạn. Là cổ độc, Lục Triệu Phong cầm nó trong tay, rồi sau đó hừ hừ, khóe miệng cong lên thành hình thù kỳ quái. Hắn đang cười, giống như một trường già bị bệnh nguy kịch, không đoán được tuổi, không phân rõ hỉ nộ, chỉ nghe tiếng khò khè trong cổ họng. Là bản nhi cười cười đi tới bên cạnh. Thiên tôn thực anh Minh, có thể nghĩ tới việc hạ độc lên mấy cái vạc đó. Liên dụ tự cho rằng quỷ phơi nắng sẽ lung lạc được lòng dân, không ngờ là khi chiếu sáng thứ này sẽ tỏa ra độc tính. Phạm là những người ở gần sẽ hôn mê hết, còn bày đặt làm tiệc mừng công, đúng là không biết tự lượng sức. Rồi sau đó hắn dùng sức đá chân lưu lăng nằm bên cạnh. Cái gì mà vương ra? đợi lát nữa chúng ta hạ ngũ độc lên người hắn, sau đó không phải sẽ ngoan ngoãn nghe theo chúng ta sao? Ở đây toàn là người có máu mặt trong kinh thành, còn thêm mấy tên hiệu ý cấm vệ quân, một khi đã dùng bọn họ, vinh hoa phú quý sau này sẽ như nước chảy mây trôi. Là bản nhi nghèo hơn nửa đời người, giờ chỉ mong có vàng bạc quyền thế. Lục triệu phong cực kỳ chướng mắt cái vẻ tiểu thị dân của hắn ta, chờ tới khi hắn có được lưu lăng, trương lương và liên dụ trong tay, còn cần phải dùng cái tên người lùn này nữa chắc. Thể cốt của lục triệu phong hàng năm đều đắm mình trong độc trùng độc phấn, cơ thể đã không còn tốt nữa. Bởi vậy hắn lười phải nói lời khách sáo với La bàn Nhi. Độc trùng trong tay được phóng tới, cắn thẳng vào cổ người kia. Ngũ độc là thứ độc nhất trong vạn vật, một khi đã bén vào động mạch thì sẽ không nhả ra. La Bản Nhi chưa kịp lôi ra đã bị cổ độc cắn cho không hô hấp nổi tiếng cổ trùng hút máu càng vang lên rõ ràng giữa đêm khu yên tĩnh tôi tớ xung quanh chừng lớn hai mắt đờ đẫn nhìn la bàn nhi biến thành thây khô trong phút chốc thượng thư đại nhân biến tô áng chương năm mươi a đào ta khát đối với việc tự tay giết chết người đã phụng dưỡng mình vài chục năm sắc mặt lục triệu phong không hề có một tia thương cảm hắn dùng chân đá đá thi thể khô quắt của la bàn nhi rồi nói với mấy người phía dưới thất thần làm gì đưa đi. Hắn vươn tay lấy lại con cổ trùng kia, mùi máu tanh nồng nặc, nhìn con cổ trùng khép miệng trong lòng, quả là yêu thích không buông tay được. Đây là bảo bối của hắn, chỉ có cho nó ăn no, nó mới có thể giúp hắn làm việc thật tốt. Về phần những người không liên quan, đã không còn giá trị lợi dụng thì giữ lại cũng chỉ là phế vật. Mà hắn, từ trước đến nay đều không giữ phế vật. Mấy tên xung quanh đã hầu hạ la bàn nhi vài năm, nhìn thấy hắn hóa thành thây khô trước mắt mình, Hai chân đã không còn đứng vững. Thỏ chết chó hừ, bọn họ không dám chất vấn Lục Triệu Phong, cũng không dám bỏ chạy trước mặt hắn, dù rất muốn làm. Nhưng nếu bọn họ tiếp tục ở đó, không biết mình có phải là người tiếp theo sau la bàn nghi không. Con mắt màu trắng xanh của Lục Triệu Phong lướt một vòng qua những người nằm trong phòng khác, không lấy gì làm hào hứng, hắn cũng không vội giết chết bọn họ, cho nên từ từ đi dạo một lượt. Đứng lại bên cạnh Liên Dụ, là một gương mặt hết sức dễ nhìn hắn đánh giá thật lâu. Lại nhìn lưu lăng cách đó không xa, trong đầu suy tính, sau này mình nên làm một tên ngốc quyền cao chức trọng đi, quyền sát phạt trong tay. Hắn cân nhắc tới lui, thấy làm nhị thế tổ cũng không tốt lắm, trên đầu vẫn còn một người cha, tên này rất khó lường, không dễ gạt. Cho nên hắn rời bước chân về phía lưu lăng. Những người này đều bị hạ ngũ độc, chờ một lúc nữa sẽ thành cái xác không hồn, mặc cho hắn sử dụng, nhưng hắn đã chán ở hoa quả thôn rồi, muốn vào kinh, cho nên cần một lớp da mới. Nhưng cái mặt mập mạp của Lưu Lăng thực sự quá đáng ghét, hắn đưa bàn tay đen gầy hung hăng bóp một cái, đầy dầu nhờn trên tay. Tên mập mạp này chán quá. Lục Triệu Phong vừa ghét bỏ vừa lôi một cây dao găm trong ngực ra, lướt ra sau tay Lưu Lăng, mấy người đứng xem cũng không nhịn được nổi da gà. Lục Triệu Phong cầm dao quan sát, phải ra tay từ chỗ nào đây? Hắn ghét toàn bộ những người mập mạp ngu xuẩn như thế, chứ không phải là không muốn chạm vào lưu lăng, lục triệu phong dứt khoát dựng đứng mũi dao, định cắt ra ở phần cổ của hắn. Nhưng mà mũi đao còn chưa đâm vào da đối phương, tên lưu lăng đã ngất lại đột nhiên xoay người mạnh mẽ ngồi dậy, phun một ngụm nước bọt vào người hắn. Lưu lăng vội vàng đứng dậy, đạp bạch yến trầm bay xa, miệng còn hùng hùng hổ hổ hét. Tên biến thái kia, còn muốn lột da lão tử à, ta giết ngươi. Mấy người còn lại trong phòng cũng không giả bộ chết nữa, toàn bộ đều đề phòng ngồi dậy. Lục Triệu Phong nhìn những người kia sung sức như sinh long hoạt hổ, hắn thoáng đờ người ra, bước chân cũng lùi xuống mấy bước, ống tay áo vung lên, lột mặt nạ ra. Lưu Lăng lùi về một bước mới nhìn rõ thứ không phải người không phải quỷ kia, hắn cũng bị hù dọa không nhẹ, vội vàng chạy tới gần cửa hô to. Liên dụ ngươi xem, mẹ kiếp, con này là biến thân sao? Liên đại nhân nằm trên mặt đất như ông Phật, hiếm khi thở dài một tiếng sao lại thiếu kiên nhẫn vậy chứ hắn đã xem náo nhiệt xong đâu nhưng mà lưu lang kia gọi quá mức tê tâm liệt phế hét đến mức tai hắn cũng đau đành phải tung người ngồi vào cái ghế chủ vị hắn nhìn chén trà nhỏ đang bốc hơi nóng hình như cũng rất muốn uống nhưng thứ này bạch yến trầm kia dù chưa chạm qua hắn cũng sẽ không muốn uống nhíu mày một lúc rồi nhìn về phía phương uyển chi a à đào ta khát quá Phương Đại Cô Nương liếc mắt nhìn một cái, rồi đáp. Vậy thì cứ khát đi. Chuyện chính sự còn chưa làm xong đâu. Cuối cùng là thế nào? Ngươi không trúng cổ độc sao? Tại sao lại như vậy được? Dường như Lục Triệu Phong muốn điên rồi, hắn không chịu được sự miệt thị của người khác. Giờ thấy cả đám người ngồi ở kia, khuôn mặt cũng vặn vẹo thành một đống. Liên dụ trước nay vốn không thích người xấu, trước kia hắn thấy tên Bạch Yến trầm suốt ngày khóc lóc đã xấu rồi, giờ so với lục triệu phong thì vẫn đẹp hơn nhiều không đếm xìa tới chuyện chén trà kia nữa hắn nói vùng nhạn nam có một loài hoa tên là nhạc tây người dân bản xứ rất thích dùng để đặt lên quan tài bởi vì hoa đó rất thơm hình dạng cũng khá giống với mạn đà la họ thấy như vậy có thể đưa cố nhân đi hết đoạn đường trong trần thế nhưng lại không biết rằng thứ hoa này khi thi thể giữa ra sẽ tỏa ra khí độc phàm là ai hít vào nhẹ thì ảo giác nặng thì ngủ say Mọi người đều cho rằng độc này khó giải, nhưng thực ra chỉ cần uống vài ngụm hoa quế là được rồi. Đêm nay hắn mở tiệc, mọi người đều uống nhiều thêm mấy chén, không vì thứ gì khác, chỉ đơn giản để giải độc mà thôi. Phương pháp kỳ diệu này chính là nhờ sư phụ hắn nghĩ ra. Trước kia ông từng đi loanh quanh vùng miêu cương, thấy có người vô tình người độc hoa nhạc tây rồi ngất đi. Ông châm mấy ngân châm cũng không tỉnh dậy được, cho nên tiện tay đúc cho người đó hai ngụm rượu hoa quế mang theo thực ra là do ông đã uống quá nhiều. Nhưng người nọ sau khi bị ép uống hai ngụm lại tỉnh dậy thật. Lục Triệu Phong vẫn nghĩ độc hoa nhạc tây rất khó giải, giờ nghe chuyện này lại thấy như trò đùa, hắn giận đến điên lên, trừng to mắt, "Vậy thì sao, cho dù có giải được nhạc tây, ngươi cũng đừng quên ta đã hạ ngũ độc, ta chết, cả thôn dân cũng phải chết theo ta." Khi đó Lục Triệu Phong ta cũng có không ít bạn ở Hoàng Tuyền đâu. Liên dụ nói, "Ngũ độc có khó giải hay không?" đến bây giờ đều chỉ là truyền thuyết. Phụ thân ngươi nghiên cứu nửa đời người, tạo ra nhiều thành quả như thế, có hữu dụng hết hay không cũng chỉ có mình ngươi biết. Ngươi là con trai duy nhất của hắn, chắc chắn sẽ có không ít chân truyền, nếu không giờ ngươi cũng không thể có bộ dạng không ra người không ra quỷ này được, huống chi. Liên dụ mở chén cổ độc nhìn thử. Ngươi muốn khống chế chúng ta, với thể cốt của ngươi bây giờ, chỉ có thể rút cổ lại, không rút thì ngươi cũng không có sức lực gieo cổ lần nữa, ta nói không sai chứ. Cả khuôn mặt lục triệu phong chuyển sang màu trắng xanh, giữ tợn như muốn chóc cả lớp thịt. Cho nên căn bản ngươi không định đào phần mộ tổ tiên nhà ta. Mà chỉ là để buộc ta rút cổ đã gieo trên người bọn họ. Bởi như vậy, dù ngũ độc có thật sẽ dính líu đến nhiều người dân hay không, liên dụ cũng có thể phóng tay một lần. Đúng. Liên đại nhân đáp một tiếng, cầm một chiếc khăn che mũi mình lại, sao lại thúi thế chứ? thật sự quá mức buồn nôn. Ta không quen chạm vào đồ bẩn. Cướp phần mộ tổ tiên người khác rất tổn hại âm đức, hắn cũng chưa điên tới mức đó. Đồ bẩn. Lục triệu phong giận dữ. Phụ thân ta là đại tế ti đức cao vọng trọng của nhãn nam. Nếu không phải triều đình các ngươi sở thế lực của ông ngày càng lớn mạnh, phái binh đến chém hết một nhà 19 người, ta sao phải tự hủy dung thế này? Đức cao vọng trọng. Liên dụ hư lạnh nhân lúc mưa gió năm đó lấy người sống ra cúng tế lấy trẻ sơ sinh ra tế luyện đan chăn nuôi cổ trùng dân chúng nhạn nam ngày ngày lo lắng ngày ngày lầm than các ngươi gọi cái đó là thờ phụng à đó là tín ngưỡng của các ngươi lại muốn ép dân chúng hiến máu quên thịt cho mình về phần ngươi vì sao phải thế này hắn xoa cằm nghiêm túc đánh giá lục triệu phong ta đã xem bức họa truy nã của ngươi kỳ thật ngươi tự hủy dung là đúng gương mặt đó còn không đẹp bằng cái mặt nát hiện tại đâu lục triệu phong không nói lời nào hắn không muốn cãi nhau với người khác người đó lại còn là liên dụ chọc tức hắn đến cấp hỏa công tâm hắn không muốn nói nhầm nữa hai tay thu lại trong vạt áo không biết thì thầm cái gì đột nhiên hắn vung tay ra thả vô số độc trùng lớn bằng bàn tay bỏ tới hướng mọi người liên dụ bình tĩnh ưng đối một mặt chỉ huy bì bì đưa phương uyển chi đi một mặt bảo đám đông đi ra phía sau mình. Loại cổ trùng kia toàn thân màu đỏ thẫm, lông tua tủa, tròn mập, tám chân, bò đi rất nhanh, lại nheo nhóc một đống. Thi thể của La Bàn Nhi còn chưa kịp đưa đi đã bị chúng gặm chỉ còn nắm xương khô, thậm chí còn nghe tiếng xé rách. Đi theo bên cạnh liên dụ còn có hiệu úy trong quân, những người này đã từng dẫn binh ra trận, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng thấy sống lưng phát lạnh. Sao lại có một đám độc vật như thế chứ? thậm chí còn ăn thịt uống máu. Độc trùng bỏ tới, thủ hạ của La Bàn Nhi bỏ chạy tứ phía. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, toàn bộ đều không nhúc nhích được, như bị thứ gì kiềm chế, cứ thế chặn trước đường cổ trùng đang đi. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, mỗi chân của bọn họ đều nhón lên cao, giống như bị một sợi tơ thao túng. Ở phía bên kia, Liên Dụ vung vẩy năm ngón tay, mấy khớp xương bên này rõ ràng chuyển động theo, có vẻ như có quy luật. Lại giống như đang đánh đàn bình thường Độc trùng bị chặn lại không tiến không lùi được Hình nhân trận pháp, lục triệu phong kinh ngạc ngươi là Lan Khanh Trong giang hồ, không người nào không biết Lan Khanh công tử Nhưng có mấy người đã nhìn thấy hắn chưa, thì không ai biết được Các chủ điểm hoa các chuyên dùng hình nhân thuật, có chút tả môn Lan Khanh làm đệ tử thân truyền của hắn nhưng lại cho giỏi hơn thầy Một thân bản lãnh, khinh công kỳ tuyệt so với người làm sư phụ kia lại không biết chút gì. Không có ai biết thân phận thật của Lan Khanh, chỉ biết năm 15 tuổi hắn xuất sư môn, 17 tuổi mai danh ẩn tích, không ngờ hắn lại là liên dụ. Lục Triệu Phong hét lên hết sức chói tai, giọng cũng khô không khóc. Nhưng mà còn chưa đợi hắn kịp nói thêm gì, liên dụ đã đột ngột ra tay, bước chân nhẹ điểm, bay tới đánh thẳng vào mặt hắn. Bì bì cũng vội vàng dài một lớp bột thuốc lên đám trùng, độc trùng bò tán loạn, rồi không còn sức cử động nữa. Lục Triệu Phong mặc dù cũng có ít công phu, nhưng tổ tông của hắn cũng chỉ toàn mấy món giả thần giả quỷ. Độc trùng chết, bản lãnh của hắn cũng không còn, cộng thêm tốc độ của liên dụ cực nhanh, hắn không kịp tránh, chỉ có thể miễn cưỡng nhận một trường kia, gần mạch đứt đoạn. Lục Triệu Phong vốn cũng là người sắp chết, giờ nhận thêm một trường này, hắn không còn chút sức lực nào nữa. Hắn biết vận số của mình đã hết, phun một ngụm máu tươi, đen đặc hắn đã ăn vô số độc trùng, trên tay dính không ít độc phấn, gần phút cuối cùng còn moi một viên ngũ độc tán nhét vào miệng. Hắn nói, ta chết đi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Liên dụ nhận cây đuốc bì bì đưa tới, ném thẳng vào hắn cùng đám độc trùng, thiêu cháy không còn một mảnh. Thành quỷ, trên thế gian này ai cũng chỉ sống được một lần, lục triệu phong cả đời thờ phụng quỷ thần, đến chết vẫn chấp nhất sự si niệm đó hắn không để ý tới việc sau khi hắn chết sẽ thành cái dạng gì, chỉ tiếc, thiên đạo luân hồi, hắn sống như vậy, chỉ sợ khi chết, cũng sẽ rơi xuống địa ngục, ngay cả luân hồi cũng không thể được. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. chương 55, ngày xấu. Một đêm không ngủ, cuối cùng chuyện kéo dài hơn 10 năm ở hoa quả thôn cũng kết thúc. Cùng lão ra dẫn đầu chúng thôn dân ngây ngốc đứng trước cửa tòa nhà, nhìn hết mọi chuyện, không biết phải nói gì. Đối với những chuyện này, họ đã quá mệt mỏi, phiền muộn, nhìn ánh mặt trời dần xua tan mây tối, từng tiên nắng chiếu vào căn nhà, đột nhiên họ lại thấy sợ, sợ cuộc sống một ngày nào đó cũng biến mất. Liều làng nhón nhón đi qua đống độc trùng, bộ dạng cực kỳ ghét bỏ, như sợ dính vào ủng mình. Trên mặt lúc nào cũng ra vẻ vương ra, như thể hoàng ân minh mông cuồn cuộn. Nhưng mà hắn không đọc nhiều sách, không thể nói được câu gì quá mức nho nhã chỉ có thể nói hai câu, đã không còn chuyện gì nữa. Triều đình đã cứu các ngươi, từ này về sau phải hướng về triều đình, phải biết ai mới là cứu thế của mình. Thần sắc trang nghiêm, giọng cao vút. Các thôn dân theo bản năng quỳ dạp xuống đất, hoan hô tung hứng. Bọn họ bị nô dịch đã quen, cả một thời gian dài cũng chỉ biết quỳ, bất kể là ai, có thể cho bọn họ sống, đều sẽ là thần tiên. Đương nhiên họ cũng thấy cảm ơn, chỉ là không biết phải nói thế nào. Lưu Lăng cảm thấy tiếng vang không đủ nhiệt liệt, ngoài miệng lại nghèo từ, hắn ngước mắt nhìn liên dụ, người kia còn đang ngồi trên ghế uống trà do A à đào mang tới, như thể không quan tâm mọi chuyện, không tim không phổi. Hình như hắn vốn lạnh lùng như thế, gần như không có chút tình người nào, cứu người cũng không để ý, người chết cũng không buồn. Lưu Lăng nhìn không được, vỗ vai hắn nói, này, người cũng nói gì đi. Liên dụ đang ngồi trên ghế, thần sắc mệt mỏi nói, giờ chỉ cách hừng đông có vài canh giờ, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Đến khi mặt trời mọc nhớ đi thu hoạch bắp, mang cho ta mấy trái bắp loại tốt, ta muốn hai cân. So với tên lưu lăng không có học vấn, các thôn dân đang ngẩn ra cũng vội hoàn hồn. Đúng rồi, bọn họ còn phải thu hoạch bắp, còn phải làm ruộng lại. Cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp tục, từ nay về sau không cần phải tin ai nữa, chỉ cần tin mình mà thôi đó mới là cuộc sống của họ, đó mới là thứ họ nên kiên trì. Cùng lão ra run run dày dày đi qua, hỏi liên dụ. Đại nhân, hàng đầu trên người chúng ta không giải được sao? Liên dụ phủ lên người hộ pháp của La Bàn Nhi một ít bột thuốc. Chỉ một lát sau, người kia ngồi dậy, bỏ chạy ra ngoài. Liên dụ thấy người kia muốn chạy, bàn tay vân vê một lớp bột nữa, người nọ liền ngã xuống hắn nói, cổ độc thuật ở miêu cương nhiều năm qua nhiều người thờ phụng, ta không biết nó có thật hay không, ta chỉ muốn nói cho các người biết, thứ mà Lục Triệu Phong và La Bàn Nhi sử dụng đều là dược vật tương sinh tương khắc, chó ngáp phải ruồi, còn thêm ít tà môn, về phần hàng đầu có trị được tận gốc hay không, chỉ cần lòng người chính trực, bách độc bất xâm. Rồi sau đó lại muốn biểu hiện một chút, hắn để cho tên hộ pháp kia đứng lên, mọi người sợ hãi lùi lại. Tên kia đi vài bước lại nằm xuống, rồi đứng lên, lại ngồi, như một thứ đồ chơi của hài tử, thôn dân cũng thấy vui vẻ. Từ trước đến nay Phương Nguyễn Chi đã biết rõ tình tình người này kỳ quái, giờ lại thấy hắn chơi vui như vậy, nàng trợn mắt kéo tay áo người kia. Còn không mau về phòng ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, lại là một ngày mới. Thành nhạn nam trống không lần đầu tiên đông người la hét. Bọn họ không ở hoa quả thôn nữa, ai cũng trở về thành. Là bản nhi không còn, nhưng thiết thiêu các vẫn còn ở đó, chỉ là không còn ai đến cung phụng, nghe nói đã chuyển thành học đường, là tiền do cung lão ra bỏ ra, ông nói với liên dụ, đây là lần ông chi bạc thoải mái nhất đời này. Liên dụ không cho ý kiến, ngáp một cái rồi xoay người đi cùng lưu lăng đến tiểu lan sơn. Bọn họ đã đào phần mộ tổ tiên của lục triệu phong. Nhưng mà đưa ra đề nghị này không phải là liên dụ, người làm tất nhiên cũng không phải hắn, cho nên hắn chỉ mượn gió bẻ măng thôi. Trên núi Tiểu Lan, chiếc áo dài nguyệt sắc của liên dụ bị gió thổi bay, đứng bên tàng cây lặng lẽ, cảnh như tranh. Bì bì ôm tay nhìn hắn lấy từ trong quan mục ra một cái bình xứ ôm vào lòng, vô cùng nghiêm trang và cương quyết. Trận mưa năm đó, sau khi bị thánh thượng tự mình hạ chỉ chém đầu, đương nhiên người đó không được có mộ phần. Nhưng mà không biết sao lục triệu phòng lại đem được thủ cấp của cha hắn về chôn ở đây. Ở núi Tiểu Lan có đặt một bát quái trận, cả cánh rừng cỏ dại cao hơn nửa người, không ít tà môn, nếu không phải trong đó có gì sâu xa, chỉ sợ không phòng đến thế. Sau khi làm một thầy tế, Lục Triệu Phong dùng đạo gia kỳ môn của tổ tông nhà mình, coi như là tập học. Lưu lang đào mộ phần của người ta lên, bên dưới là một đống cổ trùng ngọ nguội, liên dụ làm một cuộc mua bán với hắn, mình giết hết cổ độc, đào lên được gì thì chia một chín, lưu lăng một. Lưu đại ngốc đi quanh tấm mộ vài vòng, cuối cùng cũng bó tay toàn tập, đành đồng ý. Thực ra giá tâm của Lục Triệu Phong lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, toàn bộ khu này là một tòa mộ thất ngầm, là đồ hắn để dành 10 năm. Bạch Yến trầm dâng sơ nói hắn làm loạn ở dân gian, rất nhiều người cho rằng đó là chuyện bé xé ra to. Đâu ngờ rằng, Lục Triệu Phong đúng là có ý định như thế. Hắn nghĩ trước tiên phải làm vua ở Hoa Quả thôn, sau đó mở rộng ra mấy thành trấn gần bên, nhìn hắn giật dây các thôn dân chiêu đãi những lưu dân khác là biết. Hắn tính toán lâu dài đến mức nào? Trong khu mộ, họ phát hiện rất nhiều binh khí bằng sắt, mặc dù không thể so với binh khí quân dụng, nhưng số lượng quả thực không nhỏ. Nếu cứ mặc kệ cho nó phát triển tiếp, chắc chắn sẽ có đại nạn xảy ra. Thánh thượng hết sức hài lòng về sự việc lần này, cũng thấy lo sợ một mối họa như thế ở dân gian, cho nên tiếp tục tăng cường đề phòng khu vực Miêu Cương. Một cuộc tiêu diệt có nhiều thu hoạch như vậy, Lưu Nguyên Đế cũng đối xử tốt với nhi tử ngốc Lưu Lăng hơn trước nhiều. Liên dụ được thường một cái áo mãng bào và hàng loạt món đồ khác. Ở quý phủ hình như đã có rất nhiều áo choàng như vậy, người ngoài thì cực kỳ hâm mộ, nhưng hắn lại lười phải mặc, nhàm chán ngồi chờ hạ chiều đi tìm Phương Uyển Chi chơi. Đã rất nhiều ngày hai người họ không gặp nhau, mấy việc vặt ở hộ bộ, chuyện cửa hàng ở kinh thành và đủ thứ chuyện chờ hắn giải quyết. Ôm cái đèn lưu ly được lưu cầu tiến cống, liên dụ đi thẳng tới tiểu viện ở Kinh Thành. Trước viện có một phiến đất cằn không lớn, trên đó còn trồng rất nhiều hành lá, xanh tươi mơn mờn, là do Phương Uyển Chi muốn trồng. Vương thủ tài mập như heo đang ưỡn bụng nằm ngửa dưới cây hoa lê, trên bụng là nhúm lông trắng tuyết, cả một vòng thịt trên cổ, vòng vòng lấp lớp, ngủ lệch sang cả một bên. Liên dụ nhíu mày đứng trước phòng nhìn, nhìn một lúc lại khẽ cười. Bởi vì Phương Uyển Chi đang cầm chiếc quạt tròn hình hoa hải đường đi ra hôm nay nàng mặc một chiếc váy gấm màu tràm theo hình trang lưỡi liềm vạt váy rất lớn dưới mép váy còn thêu nhiều đóa hoa nhỏ bên hông là dây đai lưng mảnh buộc thêm một chiếc ngọc ấn tròn lúc đi lại sẽ nghe tiếng đinh đang rất vui tai liên dụ nói ta đang định đi đón nàng đấy phương uyển chi ngồi trên cái ghế đá dưới tàng cây không nhìn hắn cứ thế nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mũi hài của mình cặp mắt tròn lúc nào cười sẽ cong cong như trăng sáng giờ nó cũng cong lên chỉ là nụ cười không hề vương trên đáy mắt. Nàng nói, làm sao ta dám làm phiền Liên đại nhân chứ, ngài không trách tội ta không mời mà tới xem như là tha thứ lớn rồi. Liên dụ nhìn Phương Uyển Chi một lúc, nàng như vậy rất lạ, giọng nói cũng không giống như đùa, mà như muốn gây sự với hắn. Kể từ sau khi hai người thân thiết, từ lâu nàng đã không gọi hắn là Liên đại nhân nữa. Giờ lại gọi, mà lại bằng giọng điệu kỳ quái này, khiến cho Liên dụ nghĩ hay nàng bị chúng ta hắn đưa đèn lưu ly li trong tay ra nói với phương uyển chi tay của ta mỏi quá vào nhà nói đi phương đại cô nương vẫn không nhúc nhích vào nhà làm gì cho dù bây giờ là giữa ban ngày ban mặt chúng ta cũng là cô nam quả nữ điều đó không hợp lễ nghi đâu liên đại nhân nếu ngài có gì căn dặn thì cứ nói đi chúng ta nói chuyện ở bên ngoài liên dụ có thể xác định phương uyển chi tìm đến để gây sự Nhìn gương mặt trước mắt đang như cười như không kia, Liên Dụ ngẫm nghĩ cũng không ra vì sao nàng lại giận hắn đến mức đó. Hắn đưa chiếc đèn cho Phương Uyển Chi trước. Cái đèn lưu ly này tặng cho nàng đấy, ta nhớ nàng nói là thích nó mà. Hắn muốn dỗ nàng, mặc dù hoàn toàn không biết mình đã chọc nàng khi nào nữa. Với lại cái đèn lưu ly này hắn cũng chọn vì nàng. Nhưng mà hôm nay Phương Uyển Chi rất không nể mặt, nàng đưa tay đẩy ra, cười nói: Ta không cần, cũng không lấy nổi. Đồ của ngài không có chỗ đưa hay sao mà phải đưa ta? Mà sao ta phải nhận đồ của ngài chứ? Mặc dù Liên dụ lớn hơn Phương Uyển chi 7 tuổi, nhưng nàng chưa bao giờ dùng kính ngữ như thế. Hắn đặt món đồ xuống cái bàn nhỏ trong viện, nhíu mày. Lại không vui à? Đúng là một ngày không tốt lành gì. Phương đại cô nương vẫn lạnh mặt, nàng hít sâu một hơi, như là kìm nén nếu không tỉnh táo có khi nàng sẽ đánh liên dụ mất. Ta không vui, rất rất không vui. Dù cha không thương ta, nương cũng không yêu ta nhưng không phải để cho người khác thoải mái trêu đùa. Nếu ngài không thích ta thì cứ nói sớm, không cần phải lấy ta ra đùa giỡn. Trước kia cha ta nhờ ngài vẽ tranh, tranh phủ ta đã nhận được, vẽ rất đẹp, cô gia tình cho ta cũng rất tốt, còn là quan tam phẩm nữa. Nếu Ngọc Trận Phụng Nguyền đã buôn bán như vậy, chúng ta cứ theo quy củ làm ăn mà tính toán, Phương Uyển Chi ta cũng không phải là không bỏ được ngài, việc đã đến nước này, chúng ta cứ kiều quy kiều, lộ về lộ, hai người chấm dứt. Sau đó nàng không nhìn liên dụ nữa, bước thẳng tới hướng cửa, xài bước thật nhanh không hề có ý ngừng lại. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.